Bây giờ hai mẹ con sẽ ăn bông hộp hàng sự tắm được với ngay nhé. Tắm gội thảo dược bóc bơ thế là mình cũng dẫn sử dụng này. Tắm cô thả rồi bóp bơ xem mùi nhất này. Nước tắm gội thảo dược bóp bơ giúp làm sạch và làm mát da. Organic bảo vệ da khỏi các tác nhân gây dị ứng, các bệnh viêm nhiễm ngoài da ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Dùng từ trẻ sơ sinh đấy, em bé cũng dùng được đấy. Tránh hâm da này, mũi mới này, dung sành này, không xà phòng, không cay mắt, độ pH phù hợp. Chưa mẹ tắm được quần anh nhé. Mẹ thử mùi thơm nhé. Mẹ tắm lên nha.